Yo, hello, what's up, chào anh em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, tiểu tử bá đạo người nha. Xin chào anh em của game Thiếu Liên Vô Song nha, mình đây tiểu tử bá đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chứ vào video cho anh em xem video vẻ đầu video, anh em xin một like và một đăng ký kênh của chế độ phát triển nhanh của rất nhiều. Ok, tiếp tục hành trình đua top S10 này anh em. Tình hình hiện tại thì lực chiến lên được chuẩn bị 900k rồi anh em, cố gắng tối nay chắc lên được 1 mét. Hiện tại thì tôi đang chơi tem nhà gì nhỉ? Quên mất rồi. Nhận quà đấy anh em. Rồi. Chưa đọc à? Ồ, làm thế. Chô. À, boss ngày mở 2 lần à. Đấy anh em, tem nhà tùy đường. Hiện tại tôi đang chơi tem nhà tùy đường anh em. Thì cũng chả biết thế nào nhưng mà thấy chơi tem này thì đa số cũng được. À, mở thiên mệnh được kìa. Cơ bản là tôi đang được mấy mấy cháu lên một cháu lên 2 sao, hai cháu lên 1 sao anh em. Đây 2 sao thì là Lý Tịnh, còn đâu 1 sao thì có cháu Trịnh Giảo Kim với đây này anh em, nói chung cũng chưa biết đọc cho chuẩn. Ok, cường hóa nhỉ. Thời trang. À, rồi tình nguyện gọi nhìn là thấy anh em. Cái bộ này cũng chả mang cho cháu này, cũng chả hợp anh em. Đang bảo chuyển đổi qua cho cháu này luôn các bạn. Giáp thất tinh, mũ thất tinh này, à đây có mũ thất tinh này. Ồ, ở đâu ra vậy? Ở đâu ra vậy? Ok các bạn, rồi. Gỡ xuống đi. Rồi, mang qua cho cháu này anh em. Chả biết cô. Ok, không anh em. Nhưng mang cho bộ này đã. Rồi cường hóa lên tinh luyện, năm bậc rồi cũng được anh em. Đây đổi cho cháu này các bạn, đây giày thăng năng à. Áo áo được rồi anh em, được rồi. Ok, thiên mệnh hả, tăng thiên mệnh như nào? Level 3, level 4. À, trông thế thiên mệnh cũng hơi 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 tốn anh em, nhưng được chiến lên đá chứ kìa. Uầy, 8 này. Thử anh em nâng cháu này này, nâng nâng cháu này anh em. Rồi. Ok. Shop giảm giá. Rồi, biết cuối cùng biết mua cái này để làm gì rồi anh em. À đây, cháu này cũng có thiên mệnh mà. Tướng chính cũng có thương mệnh anh em, nâng thôi. 25 30 3 năm hết điểm luôn. Ủa, nhưng mà lên thiên mệnh lực chiến lên đá hay. Không phải nói anh em, lên thiên mệnh lực chiến lên đá ghê anh em, skin lên luôn. Đó, lực chiến chưa gì nó lên được rồi. Thành tựu. Ok anh em, giờ chắc là tranh thủ thầu vật mát thôi. Vô đá thiên mệnh này, cái này tạo mới còn nhiều lắm. Đá thiên mệnh này anh em này, dùng dùng để trang bị hả? Bây giờ tao cày thì đây anh em nha. Ok bạn xem nữa quên sự kiện cộng đồng anh em, đấy sự kiện cộng đồng anh em. Rồi nhận quà.
Đó, dành cho anh em nào chưa biết thì tranh thủ nhận nha. 1.500 vàng ở đây đấy anh em, không phải ít đâu ạ. Mà cực kỳ đơn giản luôn các bạn. Đấy, cách thức tham gia để nhận thì cực kỳ đơn giản luôn. Đó, lại có vàng rồi anh em. Lại vừa vượt map đấy anh em, tôi lại vượt map đấy. Tăng thêm mệnh như nào. Kích hoạt tầng tiếp theo. Vô, trông thế nên cao này, nâng khó nhờ. Ok, shop giới hạn 8 phát. Ok, thêm mệnh. Lại tăng cấp thêm mệnh nha anh em. Rồi, đó, lên xương xương lên anh em. Nó sắp 1.2 triệu rồi. Lại cày tiếp thôi anh em. Ok các bạn, kẹt map anh em. Mới đi tí lại kẹt map rồi các bạn này. Nhưng mà được cái phá được map với map 25 chắc chả đi nhỉ, đánh cũng nhanh anh em. Chưa gì đã qua map 26 rồi. Ok, thành tựu này. Đấy, một đống thứ anh em, lại nhận quà thôi. Up nào. Rồi. Ok, chiêu mộ nào. Tử anh em. Định Nhân Kiệt. Để xem nào. Tùy đường Định Nhân Kiệt nó bút đúng không? Đúng rồi anh em. Định Nhân Kiệt nó bút đấy các bạn. Mong rằng sẽ ra. Định Nhân Kiệt tuyệt vời luôn anh em. Nó về thay cho cháu kia anh em. Ủa, không cho mở nữa à? Hạ Vũ nghe chừng khó đấy anh em. Hạ Vũ nó không không hề dễ ăn đâu anh em. Nói thật luôn, riêng ai chứ Hạ Vũ là không phải dễ nhai đâu các bạn. Không phải dễ mà ra được Hạ Vũ đâu anh em, thật sự luôn. Và tôi không trông mong lắm về cháu đấy anh em. Bởi vì tỷ lệ cháu nó ra rất là thấp. Nói thật là cậu thường bữa ra đã có ông nào rút được ra X10 mà ra được tướng đỏ chưa? Chắc chưa đâu anh em. Đúng, nít, lại được nít chỉnh này anh em này, ngon. Đùa đùa tí ấy, ớt lên 3 sao đùa đâu các bạn. Tới nào. 6 lần nữa. Nhận quà cho mộ anh em. Sự kiện ai chả 250. Ta để mở rồi anh em. Ok đây xem nào. Phòng thủ. Tấn công. Đội hình tấn công mình hơi nhiều đấy anh em, lấy phòng thủ về đi. Ok ra luôn, quá đẹp các bạn, thề phát một ra luôn quá đẹp lúc nãy anh em, quá tuyệt vời luôn. Nhưng mà đâu phải đơn giản như vậy. Đây xin. Ô X2 này. Ồ. Ngon các bạn, X2 anh em. Thỉnh thoảng tôi cũng được 1-2 phát X2 như vậy. Ok, thành tựu nhận quà. Rồi, giờ lại nâng cấp anh em. Ok, là tí nhá tôi nâng cấp anh em. Ngoài ra anh em để ký nhá, cái chỗ duyên phận này anh em này, kích duyên này nó cũng tăng được chiến khả năng là tối ưu khá là nhiều luôn đó các bạn, nên anh em cũng để ý nhá. Đó, có kích vào hình nhân vật đấy, anh em vuốt xuống các bạn đấy, đây kích duyên anh em. Một khi các bạn kích được thêm duyên thì nó sẽ ra tăng thêm được chiến đó các bạn, tùy vào cái duyên đấy nó tăng thêm chỉ số gì, HP hay là cái gì đó. Đấy, thì anh em để kích duyên còn tăng thêm được chiến anh em. Đây rồi, HP. Đúng rồi, thêm một người nữa là tăng số chỗ ngon đấy chứ. Đùa đâu các bạn. À đây, ngon, đây lại kích được một cái nữa anh em. Chỗ. Lực chiến lại tăng 19 triệu, à quên 19k anh em, sorry. Rồi ok, đó, 1250 rồi, cũng tuyệt vời.
mảnh tướng hai đây. À quên quên rồi, tôi còn mấy xong rồi. Ok bạn, cho tôi cày đây. Ok bạn, chẳng biết hết lực chưa, nhưng mà tôi nghĩ cũng gần hết cớ rồi anh em. Xem nào, giờ có shop thôi anh em. Có vẻ như là cũng không. Thử xem nào. Shop này ra còn cho bán nữa không ta. Tôi đang thiếu một ít điểm nữa anh em, là lên được level rồi. 50 điểm nữa. Có nhìn bảng xếp hạng con nào. Đi. Xếp hạng 4 luôn á. Cắn đây. Được tiến thì tận hạng 15 anh em. Thế mấy anh em này ra số toàn chơi đội hình ấy. À đây, cũng lại có bác chơi nhà quần rồi. Có nhà quần. Nói chung thì cũng anh em cứ đảo team liên tục, người chơi nhà này người chơi nhà kia. Ô, đã có bác được ấy rồi, sở hán rồi, hạ vũ này. Sở hán sở tam quốc chơi kiểu gì vui vậy, quần hùng này. Kiểu con nào mạnh cho vào trong được tăng được chiến à. Nói chung thì cũng chả biết anh em. Đây có một bác ốc đường level 40 rồi. Thôi hình con này kết quốc đây nhá, bye bye mọi người. Thì tôi sẽ quay anh em vào ngày mai. Hoặc vào video ngày mai tiếp theo.